Xin chào tất cả các bác, chúc các bác một đầu tháng mới thật nhiều may mắn, thật nhiều sức khỏe. Hôm nay thì em Hải lên sóng ở tại cơ sở miền Nam của Hiếu Minh Auto. Như các bác theo dõi kênh YouTube của Hiếu Minh thì biết, thì hôm qua em mới về một đơn hàng chuyển từ ngoài Bắc vào cơ sở 2 của Hiếu Minh, gồm gần 200 kiện hàng. Thì trong đó thì rất nhiều các sản phẩm hàng mới như đẩy công suất này, vang mic và các dòng loa bãi, súp bãi. Thì trong đó thì có một đơn hàng rất là chất lượng, đó chính là lô loa Bát 30. Model loa là B3G212, thương hiệu loa đến từ châu Âu, thương hiệu của Đức. Thì dòng loa này là dòng loa thương hiệu của Đức và sản xuất lắp ráp là tại Trung Quốc. Thì đặc biệt nhất là lô loa B3G212 này về thì lại là hàng mới, nguyên thùng xốp, hàng rất là đẹp. Thì hàng bãi hiện tại anh em đang bán trên thị trường cái dòng model G212 này, hiện tại thị trường đâu đó khoảng tầm 10 triệu, hơn 10 triệu một chút. Thì hàng mới đây thì em nhập được giá tốt, em cũng sẽ ra giá tốt tới các bác và anh em. Thì lô hàng này em đã quay quảng cáo ở ngoài Bắc khoảng tầm 3 đến 4 ngày trước. Thì hôm nay em chuyển được vào đây là 4 cặp. Đấy, 4 cặp. Các bác biết rồi, em chuyển vào cũng gồm rất nhiều các sản phẩm khác nữa. Nhưng qua lên sóng em về tràn lan gần 200 kiện hàng. Thế nên em chỉ chuyển trước được 4 cặp vào trước, bán hết em lại tiếp tục là chuyển vào trong miền Nam tiếp. Thì trước mắt là vào 4 cặp để phục vụ kịp thời các bác đang mong ngóng với sản phẩm loa Bát 30 B3G212 này. Thì trong đó thì có 2 cặp bác khách hàng đã đặt cọc rồi, thì còn 2 cặp nữa hôm nay em lên sóng để giới thiệu cũng như là thông báo tới toàn thể bác là model loa thương hiệu Đức đến từ châu Âu B3G212 đã có mặt ở tại cơ sở miền Nam của Hiếu Minh Auto. Thì nhân tiện đây, hàng về nguyên thùng xốp, em sẽ bóc ghim mở hộp loa này để giới thiệu cũng như là test chất âm của cặp loa B3G212 mà rất là chất lượng trên thị trường âm thanh Việt Nam hiện tại. Thì em sẽ mở hộp nguyên kiện thôi nhá. Đây, còn nguyên ghim này. Nguyên ghim. Lâu lắm rồi mới được gọi là bóc tem sản phẩm âm thanh. Rất là cẩn thận. Ghim này, ghim dọc, ghim ngang. Bên trong thì lớp xốp rất là dày. Đấy, lớp xe ke xốp dày cực kỳ luôn. Vận chuyển xa thì nói chung là với cái xốp này thì cực kỳ tốt, nó bảo vệ được cái sản phẩm bên trong. Thì ngoài việc là nếu mà em trường hợp gửi ship cho các bác qua đường bưu điện thì ngoài là trong xốp nó đã như này rồi nhá, thì bên em bên ngoài em còn bọc thêm là các ke xốp và các góc nữa, cho nên là vận chuyển đi thì rất là yên tâm. Nói chung là về cái kể cả thùng xốp, bìa các tông ngoài hay là bên trong nó đều còn nguyên đẹp, bảo đảm cho các bác khách hàng. Được cái thì riêng với loa B3G212 này, bên trong ngoài cái quyển sách hướng dẫn giới thiệu sản phẩm thì nó nhà sản xuất cũng là tặng kèm khách hàng một rắc cắm Newtrik speaker để cắm đi liền với loa đấy ạ. Đấy, các bác chỉ cần đấu dây loa vào rắc này và cắm vào loa là được ạ. Rất là tiện đúng không ạ? Em sẽ để ở đây nhá. Đây. Đây sẽ quay về ngoại hình thì các bác ạ. Dạ vâng, mời các bác và anh em cùng chiêm ngưỡng về phần ngoại thất của cặp loa B3 G212 này. Thì đây là hàng mới cho nên là nói chung là đẹp 100%. Trong các dòng đời B3 thương hiệu Đức thì có những dòng như là HZ này, X này,
ZS và Z là các dòng phân khúc cao cấp karaoke của thương hiệu B3. Thì đây model trước mắt các bác đây là Z212 bát 30. Thiết kế là sơn màu đen, sơn sần nước, và một bên phải là phần vát góc này. Thiết kế vát góc này thì để cho anh em có thể là treo loa được, để chỉnh phần góc loa. Ê căng trước là ê căng bằng sắt, một chép kèn titan và một bát kích thước là 30. Gân là gân vàng, đời di là gân vàng. Logo B3. Thông số phía sau hậu. Cân nặng là 23 kg. Hai rắc cắm speaker Neutrik, một rắc input và một rắc link output Z212. Thiết kế đẹp, màu đen thì dễ phối ghép vào bộ giả. Chung là giá rất là hợp lý cho anh em tham khảo. Giá bãi hiện tại anh em bán dao động đâu đó khoảng tầm 10 triệu một cặp Z212. Anh em có thể lên mạng search được. Cái hàng mới thì bên em chào giá cực kỳ hợp lý anh em á. Giá hiện tại thì bên em đang chào là 13 triệu 500 ngàn cặp loa B3 Z212 nguyên thùng xốp này. Thì đây em còn 2 cặp cuối cùng tại trong cơ sở miền Nam, thì em cũng để giá tốt cho anh em luôn. Để bớt 1 triệu cho một cặp, anh em liên hệ còn 2 cặp duy nhất này. Thì đợi lô sau em lại về tiếp. Hôm nay về tạm 4 cặp để kịp thời chữa cháy trong cơ sở miền Nam tới các bác. Ok, thì hôm nọ em cũng có video để về mở phần nội thất của cặp loa Z212 này rồi. Trong clip này thì em cũng xin thông báo tới mọi người là hàng đã cập bến tại cơ sở miền Nam. Đây em sẽ test chất âm cùng các bác trải nghiệm chất âm của cặp loa B3 Z212 thương hiệu của Đức này nhé. Xin mời các bác cùng theo dõi. Cặp loa B3 Z212 này các bác có thể thấy là mẫu mã đẹp. Đấy, trưng bày trên kệ tủ chẳng hạn thì mẫu mã rất là đẹp, nổi trội với cái phần gân vàng này, e căng sắt, nhìn được driver bát chép bên trong, nổi bật lên cái phần bát gân vàng này đó. Thì chất âm thì tiếng rất là sáng, tiếng bát lực uy lực, tiếng chép sáng tơi sạch, để nghe nhạc cũng được mà hát karaoke cũng được. Giá rất là hợp lý ạ. Giá rất là hợp lý với cặp loa B3 Z212 hàng mới nguyên thùng xốp này. Đấy, chỉ nhỉnh hơn so với hàng bãi một chút thôi. Đấy, các anh em nào có nhu cầu về sản phẩm này có thể liên hệ qua em với số điện thoại online trong cơ sở miền Nam ạ. Số miền Nam là số 0982352333 và địa chỉ cửa hàng tại 48B, cư xá Ba Điểm, Hóc Môn, Hồ Chí Minh, cạnh bến xe Sương. Vâng, cảm ơn các bác rất là nhiều đã theo dõi ủng hộ Hiếu Minh Audio. Và bây giờ thì em xin phép dừng clip đây. Hẹn gặp lại các bác trong những clip tiếp theo của Hiếu Minh Audio. Xin chào và hẹn gặp lại.